Xin chào tất cả mọi người, giờ shoptool.net sẽ review test cái máy bào cuốn mini Ford hàng nội địa Nhật điện 100V. Rồi, bào đi. Này cực kỳ mini, cái bên cuốn của nó là 155mm, 3 dao. 3 dao với lại nó có thể cuốn được cái gỗ dài là 70cm nha mọi người. Đây, 70mm là 7cm đó. Rồi. Cuốn được gỗ dày 70. Rồi, mình sẽ test máy cho mọi người coi. Rồi, cắm điện. Rồi, đã cắm điện sẵn sàng. Quát thôi. Đó, máy chạy cực êm nha mọi người. Rồi, đẹp đây thử là trên mấy gỗ mùn đen nha. Rồi, có thể thấy đây là một miếng gỗ mù rất là đẹp mà nó thuộc nhóm lậu cứng, nhóm lậu bồn của Việt Nam nha. Thì cái vân này mọi người, nếu ai chơi gỗ á thì mọi người nhìn cái vân như thế này nè, là mọi người sẽ đoán là được gỗ cứng hay là gỗ mềm. Miếng gỗ nhỏ đấy, nó nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó rất là nặng. Đây là bề mặt của gỗ mình đã bào qua. Rồi, con này rất đặc biệt nha, khi mọi người bào á, ví dụ tôi có một bản lưỡi là 155 nhưng mà bản lưỡi tôi 30 đi thì làm sao tôi làm hết các bạn nó được. Mọi người có thể bào như thế một lần, sau đó mọi người quay thêm thế này, mọi người bào tiếp nữa thì xem mọi người sẽ được cái mặt là 300. Và đây là cái dâm bào mà tôi đã bào ra từ sáng giờ. Đây thông, hồi sáng giờ tôi thử gỗ thông, gỗ gõ. Đây là gỗ gõ à, đây là một miếng gỗ gõ. Thì đó, đây như tôi nói là cái miếng bản bự như thế này nè, thì cái máy nó như đây thôi, thì làm sao mà tôi có thể cuốn được một cái bản bự như thế này. Tôi cuốn như thế này xong tôi lật ngược như thế này, tôi cuốn thêm một lần nữa thì tôi sẽ được cái bản bự như thế này. Đây ha, một bản bự như thế này đó. Và cái máy này á thì của nó là như giới thiệu ban đầu rồi, của Roadster, hàng này là hàng dạng mini. Và cái cấu lượng của nó có rơi vào cái khoảng là từ 35 đến 40 kg. Máy 3 dao, sau khi thử review và thử bào cho mọi người xong thì tôi sẽ mở dao cho mọi người coi. Đây là hai con ốc để mở cái hộp dao ra. Đây là con dao của nó. Đây là một dao nè, một dao nè, hai dao và đây là ba dao. Đó mọi người hả? Máy này hoàn toàn nghiêm chỉnh. Máy đã được vệ sinh sạch sẽ. Thì sáng nay shop vừa về và được vệ sinh rồi và chạy thử hết rồi. Hàng này là giá được niêm yết trên Facebook và website nha mọi người. Mọi người có thể liên cập địa chỉ 129-1-6 Hoàng Văn Thụ, phường 8 Phú Nhuận, hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0129 39 78 258. Shoptool.net xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người.